Vào tối ngày 13 tháng 4 năm 2016 vừa qua, trong buổi lễ ra mắt bộ phim Bệnh viện ma được tổ chức hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh, có sự xuất hiện của cặp đôi Harry Won và Trấn Thành tại sự kiện. Họ thu hút báo chí truyền thông khi cả hai luôn tay trong tay bước trên thảm đỏ. Có thể nói, từ khi thừa nhận yêu Harry, đây là lần đầu Trấn Thành công khai xuất hiện cùng nhau. Trấn Thành còn ga lăng chăm sóc, lau mồ hôi cho Harry giữa chốn đông người, khiến cho fan hâm mộ phải ghen tị. Ngoài ra còn có dàn sao V-pop như MC Kỳ Duyên, Thu Trang, Tiến Luật, Trang Pháp, Dương Khắc Linh, Hot Girl Sam, Lily Luta cũng đã đến tham dự. Bộ phim sẽ được chính thức phát hành tại các rạp vào ngày 15 tháng 4 năm 2016. Nãy giờ em nghĩ nhà báo hỏi câu đời câu hỏi này luôn phải không? Thì phải hỏi chứ. Nãy giờ em đang tự trả lời giùm kìa. Có chuyện phải hỏi chứ. Thật sự ra thưa quý vị như thế này. Như quý vị biết là trong thời gian vừa qua thì Thành với Harry cũng dính phải những cái chuyện mà nó không có hay. Mà vấn đề cũng chẳng phải, tụi em cũng chẳng làm cái gì sai cả. Thật sự ra mà nói thì trai đơn gái chiến đến với nhau mà nó xui cái là nó không đúng cái thời điểm. Tự nhiên quý vị đang nhìn hình ảnh cổ đã quen với một cái mối tình khá là dài. Cái khi cổ chấm dứt quý vị đâu có biết đâu. Người ta đâu có lúc nào chấm dứt cái người ta phải thông báo cho cả thế giới biết là ta chấm dứt mối tình rồi đâu. Thì nó trải qua thời gian rồi. Lúc đó tự nhiên mình cũng ở không mình đến. Rồi cái ai cũng nghĩ là cứ như vậy là cái hình ảnh nó lại không đẹp. Nhưng thực sự là tụi em có làm cái gì đâu. Không có làm cái gì sai hết. Mà tự nhiên rồi cái bao nhiêu câu chuyện dàn dựng lên, nào là PR cho phim, nào là thế này thế nọ, nó quá rối rén cho cuộc đời tụi em. Trong khi tụi em chỉ muốn đơn giản là hai con người sống bình thường với người ta. Mà đi ăn uống cũng vậy. Cuộc đời nghệ sĩ, quý vị thấy tụi em mặc dù là nghệ sĩ nhưng cũng chỉ thèm được sống cách đơn giản. Cũng canh người ta đi ngủ hết, 12 giờ đêm bắt đầu đét lén đi ăn. Mà cũng không yên, cũng có yên đâu. Mà giờ biết tôi giống như hoàng tử vỉa hè, hoàng tử bắt cóc. Lần nào chụp cũng ngồi ăn hủ tiếu. Sao kỳ cục, cuộc đời em sao khổ quá. Bản thân em thấy cuộc đời em nó kỳ cục quá. Nó cứ diễn ra bao nhiêu cái điều mà có nghĩa là vậy nè. Cũng không có cái chuyện gì xảy ra nhưng mà vô tình người ta nhìn vào cái hình ảnh đó rồi người ta lại đánh giá thế này thế nọ. Thì em nghĩ như thế này. Quý vị thương, quý vị sẽ hiểu, hiểu giùm cho em là em cũng là một người bình thường. Em cũng cần có một cuộc sống bình thường. Và Harry cũng vậy, tội là tội cho người phụ nữ. Em thấy rất là nhiều người lên án Harry mà em cũng không biết bé nó làm sai cái gì mà tại sao lên án nó như vậy. Cũng không biết nó làm sai cái gì. Cuộc đời nó sống rất là đàng hoàng. Nếu mà quý vị ai mà thương Harry mà những người thân Harry sống thì biết là cuộc đời nó sống đàng hoàng khủng khiếp. Và cũng không biết nó làm sai cái gì mà tại sao cứ phải lên án con bé. Rất là đàng hoàng. Và em nghĩ là trong cái live show lần này tại sao không có mặt Harry? Là vì trong thời gian vừa qua cái hình ảnh của Trấn Thành và Harry Won mỗi lần cứ lên là sẽ có dư luận họ ập tới để họ bình bàn chia sẻ và thường đa số là có cái bất lợi nhiều cho Harry. Bản thân Harry hiện nay giống như bị đóng băng công việc và Thành cảm thấy là rất là tội cho em tại vì em nó không làm gì và hiện nay em nó sống rất là tốt để nó có thể hướng thiện cải thiện về cái không phải hướng thiện là cải thiện về cái ngôn ngữ tiếng Việt có thể học tốt hơn. Và em nó đang sống rất tốt là bằng cách là một cái người Hàn Quốc mà về tới đây sống ở đây làm việc ở đây mà làm cái công việc gì văn hóa văn nghệ mang cái công sức mình ra để làm cho cái xã hội này đẹp hơn. Và em thấy em đang làm rất là tốt. Thành thử ra là tự nhiên khi mà công việc em nó bị đóng băng như vậy Thành cũng cảm thấy rất là tội và Thành không biết là bây giờ phải làm cách nào để giúp cho bạn của mình. Và nếu như lần này Harry Won lại tham gia live show với Thành nữa thì giống như cái kiểu là chọc tức dư luận các bạn làm giống như là làm cho lợi gan hay sao thì Thành không muốn như vậy. Chuyện tình cảm là chuyện tình cảm, chúng tôi giấu riêng cho chúng tôi biết, còn công việc là công việc. Và Thành muốn chứng minh cho mọi người thấy được rằng là Harry Won với Trấn Thành không phải là một câu chuyện ráp lại với nhau để tạo thêm scandal đầu tiên. Tại vì thưa quý vị, Thành dám khẳng định rằng là ngày hôm nay Thành đứng được ở đây để tổ chức được một cái live show 10 năm là nhờ vào cái khả năng của mình.
cái tài năng của mình và cái tấm lòng của mình trên sân khấu, chứ không phải cuộc đời trở thành chưa vì một cái scandal nào để nổi tiếng hết. Thì ngay cái lúc mà tôi cảm thấy là năm nay là cái năm thành công của tôi, bao nhiêu chương trình trên TV, tôi không có việc gì phải tạo thêm một cái scandal để làm cho mình nổi tiếng hơn. Nó không hề nổi tiếng hơn mà cái công việc, cái mô hình vừa rồi nó làm cho chúng tôi mệt mỏi hơn và gặp quá nhiều những cái khó khăn hơn. Đó là cái điều chúng tôi cực kỳ trăn trở, và chúng tôi không hiểu chúng tôi đã làm sai điều gì mà xã hội lại lên án chúng tôi đến như vậy. Chúng tôi chỉ hy vọng quý vị nhìn chúng tôi với một ánh mắt bao dung hơn để hiểu rõ chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng cần được yêu thương một cách đàng hoàng và kính đáo. Chúng tôi không có nhu cầu được chia sẻ điều gì quá nhiều cho mọi người biết, tại vì yêu đương mà nó có cái gì mà cần phải khoe cho mọi người biết đâu. Và vấn đề là tại vì vô tình chúng tôi đang trong tâm bảo cho mọi người khuếch đại sự nghiệp lên thôi, tôi nghĩ là vậy. Và thầy muốn chứng minh cho mọi người thấy là Harry Won không phải dựa vào chân thành để nổi tiếng hơn, mà Harry Won sẽ là một nghệ sĩ độc lập, chinh phục khán giả Việt Nam bằng tài năng của cổ. Và cổ sẽ dừng lại, tạm chậm lại để học tiếng Việt nhiều hơn, để ra những sản phẩm nghệ thuật độc đáo hơn, tốt hơn, chỉnh chu hơn và độc lập một mình cổ. Chương trình nào vô tình người ta mời hai đứa tham gia chung thì chúng em sẽ làm chung. Còn khi không thì sẽ không bao giờ thành vì mối quan hệ là bạn gái của mình đưa vào show diễn này nọ. Thầy biết là thầy muốn đưa vào show diễn ra show lần này lắm chứ, muốn lắm. Nhưng mà sợ khi thầy xuất hiện với Harry Won thì lại quý vị ai mà biết thương thì không nói, ai mà không thương lại nói ừ hai đứa này thuyết âm mưu kết hợp lại nhau làm chuyện này chuyện nọ. Thì thật sự là không phải. Thầy muốn Harry Won và quý vị khán giả thương yêu nhìn cổ với ánh mắt bao dung hơn. Và Harry Won sẽ chứng minh cho quý vị thấy là cổ là một người nghệ sĩ yêu văn hóa của Việt Nam thật sự và muốn cống hiến sức mình để làm một nghệ sĩ tại Việt Nam thật sự độc lập và không dựa dẫm gì vào Trấn Thành. Đó là điều mà chúng tôi muốn cho khán giả biết. Xin cảm ơn.
thích cái câu chuyện méo khó gì đâu. Có nghĩa là khi mình sợ nhất á là khi mình chưa gặp,